Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Hôm nay tôi là một con cá mập đực, kia kia là những con vợ của tôi đó. Hài, tôi lấy rất là nhiều vợ, do vậy tôi cần phải đi kiếm thức ăn liên tục. Chúng tôi sống theo bầy đàn và rồi săn mồi tại biển sâu. Những con cá to bự hay những con cá nhỏ đều là thức ăn của bọn tôi. Nói chung cuộc sống của tôi hiện tại bây giờ, người ngoài nhìn vào, đặc biệt là mấy cái thằng hàng xóm đó, nó nhìn nó thèm vợ của tôi, nó nghĩ rằng tôi nhiều vợ hạnh phúc lắm. Nhưng mà thật sự trong cuộc tôi rất là mệt mỏi. Người ta có một con vợ cá mập đã khổ lắm rồi, còn tôi có 4-5 con, suốt ngày cứ chiều bọn chúng, bị bọn chúng hành hạ. Đặc biệt tối, trời đất ơi, bọn chúng một lúc đè tôi xuống, tôi chịu không nổi luôn á các bạn. Vậy mà mấy cái thằng cá mập hàng xóm ước ao như tôi, nhưng mà bọn chúng đâu có hiểu nỗi khổ của tôi chứ. Vâng, cuộc sống của tôi cứ lần đần và rồi chịu áp lực đến như thế. Cho tới một ngày, cái vùng biển sâu chúng tôi đang sống, cá dần dần ít xuất hiện. Những con cá lớn hay những con cá nhỏ đều biến mất một cách rất là kỳ lạ. Thế là chúng tôi thiếu thốn nguồn thức ăn, cũng quyết định bơi sát vào bờ. Bởi vì trong bờ rất là nhiều phù du, san hô thì rất là nhiều loài cá khác sinh sống. Nhưng mà khi sát vào bờ, cá thì không thấy đâu. Chúng tôi thấy những cái sinh vật rất kỳ lạ nổi bồng bềnh trên mặt biển. Thế là gia đình của chúng tôi cũng quyết định tấn công những sinh vật đó và ăn thịt bọn chúng. Thịt của cái lũ sinh vật nổi bồng bềnh trên biển này vừa ngon, vừa thơm và đầy béo bở. Máu của bọn chúng ứa ra rất là ngọt. Nhưng mà khoan khoan khoan, tôi cắn chúng một tên, chúng cái mông của hắn và có cái thứ gì đó vàng vàng ứa ra. Ôi trời đất ơi, thúi quá à. Thì ra đó chính là cục xít. Và sau này tôi mới biết lũ sinh vật nổi bồng bềnh đó chính là con người. Lúc đầu chúng tôi tưởng thế là ngầu, là hay, tấn công vào con người là một nguồn thức ăn dồi dào và chúng tôi không lo chết đói nữa. Nhưng mà chúng tôi không hề biết rằng lũ con người rất là ích kỷ, bọn chúng rất là thù dai. Chúng tôi đã vô tình bị đưa vào danh sách những con động vật nguy hiểm mà loài người cần phải tiêu diệt. Thế là một chuyện kinh khủng đã xảy ra với loài cá mập của chúng tôi. Những chiếc thuyền, những chiếc ghe, động cơ kêu ì ạch, trên đó là những tên thợ săn cá mập. Bọn chúng bao vây cả loài của chúng tôi và rồi gom chúng tôi vào một chỗ, sau đó dùng kíp mình để cho nổ khắp bờ biển. Thế là lũ cá mập của chúng tôi vô cùng hoảng loạn. Mấy con vợ của tôi đã lật ngửa lên hết. Ôi trời đất ơi, siêu cá mập cái, làm sao tôi sống được. Tôi cũng nhanh chóng luồn lách nhưng mà không thể nào thoát được cái khu bao vây này. Một cuộc tàn sát cá mập diễn ra rất là rộng, nhiều giờ. Và rồi hầu như cá mập tại bờ biển này đều đã bị giết chết. Sau đó xác cá mập của bọn chúng tôi cũng đã được gom vào một chỗ. Và rồi bọn chúng chạy thuyền vào bờ, dùng xe tải vận chuyển đến một nhà máy. Chẳng lẽ cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc hay sao? Không, không, đây chỉ là một sự bắt đầu trong quá khứ đau thương của tôi mà thôi. Sau khi bất tỉnh một thời gian, tôi cũng mở mắt ra. Tôi nhìn thấy một tên con người đang đem tôi đi đâu đó. Dường như đây là một cái nhà máy mổ xẻ thì phải. Hắn cũng ném tôi vào một góc, nơi đây rất là nhiều cá mập đang chờ mổ thịt. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôi không muốn chết đâu. Tôi không muốn mổ lấy nội tạng đâu. Khoan 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 khoan, tôi phải bình tĩnh lại, tôi phải quan sát xung quanh. Coi có cái hướng nào không, tôi sẽ thoát ra ngoài. Nhưng mà thật bất ngờ hơn nữa, tôi nhìn thấy rất là nhiều tên con người đang cầm cái rìu vô cùng sắc bén rạch vào bụng của những con cá mập đồng loại của tôi, rồi lấy hết nội tạng đem thịt đi xay. Hả? Ở đằng kia còn có những con cá mập không đủ chất lượng, bọn chúng ném xác ra nữa kìa. Tôi sợ quá à, tôi muốn tè ướt quần luôn. À nhầm, tôi có quần đâu mà ướt. Thì lúc này cái chuyện kinh khủng đó đã xảy ra với tôi. Một tên công nhân con người cầm cái rìu sắc bén đó tiến gần lại và hắn đã chọn tôi làm con cá mập mổ thịt tiếp theo. Tôi đã bị rạch bụng, cắt cái bộ phận duy trì nơi giống và rồi tôi đã chết. Nhưng mà thật buồn hơn nữa, tôi lại là một con cá mập kém chất lượng. Xác của tôi không được xay ra và ném qua một bên. Lúc này lại có thêm một tên con người nữa rinh những cái xác thối như tôi đem đi bỏ. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, nhờ tên con người đó, nhờ hắn đã bỏ tôi đi, tôi cũng đã đến được một nơi rất đặc biệt. Cái nơi đó các bạn biết là nơi nào hay không? Cái nơi mà thúi ơi là thúi, cái thứ gì trên đời bỏ đi cũng đem ra đó cả. Ôi trời đất quỷ thần ơi,
Vâng, đó chính là bãi rác. Nhưng mà có điều cái bãi rác này rất đặc biệt. Bãi rác này cũng xuất hiện những cái chất gọi là phóng xạ. Vâng, đây là cái bãi rác mà tôi nói với các bạn lúc nãy đó. Nó thui quơ, thui quắc à. Đã vậy, nó đã bị một cái nhà máy thải một lượng chất thải rất độc hại có hàm lượng phóng xạ rất là cao ra đây. Lúc này, tôi cùng với đồng loại đã bị chết, cũng được cái xe chở rác nhanh chóng đem ra đây vứt bỏ. Không biết tôi nằm tại cái nơi đây, đầu thai có nổi hay không nữa. Trái ngược với cái suy nghĩ của tôi nghĩ rằng tôi nằm tại nơi đây thì sẽ hồn tiêu phách tán. Bởi vì nơi đây rất thúi và rất là độc hại. Thì thật bất ngờ, tại nơi này chính là nơi đã mở cho tôi ra một cái hình hài mới, một cái cơ thể mới và một sự sống mới hoàn toàn khác. Tôi nhanh chóng cũng bị ném xuống cái xe tải rác đó. Và rồi tôi nằm ra rìa phía bờ sông, tiếp cận rất gần nơi những cái thứ chất thải mang hàm lượng phóng xạ rất là cao. Những cái thứ chất thải đó hòa tan với nước chảy dọc vào trong cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi dần qua từng ngày cũng đã thấm và hút những cái thứ chất thải phóng xạ đó. Vào một ngày định mệnh, một cơn mưa đã ập xuống, rất là nhiều sấm sét trên bầu trời. Và rồi vô tình tôi đã bị một cái sấm sét đánh trúng. Cái sấm sét này mang cho tôi một nguồn năng lượng và rồi một cú sốc khiến cho tôi tỉnh dậy. Đây thật là một điều kỳ lạ, kỳ tích. Chắc có lẽ cơ thể của tôi thấm những cái thứ chất phóng xạ kia. Nhưng mà thật không ngờ, máu và gen của tôi là thích ứng với thứ phóng xạ đó. Cộng với một cú sốc điện từ sấm sét cũng đã giúp người của tôi có thể hoạt động trở lại. Tôi rất là vui mừng vì mình đã được sống lại. Tôi nhanh chóng bơi tung tăng. Thì trong cái hồ tại bãi rác này kinh khủng hơn nữa, rất nhiều vi khuẩn, rất nhiều chất độc hại. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại có thể sống tại nơi này. Tôi nhanh chóng ăn những cái xác thúi để có thể cầm đói qua ngày. Cứ dần dần như thế, ngày nay qua tháng nọ, ngày nọ qua tháng kia, nhờ những cái chất phóng xạ đặc biệt trong cái hồ này, và rồi nhờ những cái xác của động vật giúp cơ thể của tôi bồi dưỡng và phát triển theo một cách rất kỳ lạ. Cơ thể của tôi đã phát triển một cách không kiềm chế, càng ngày càng bự, càng ngày càng to. To đến mức độ cái hồ tại bãi rác này không thể nào chứa tôi được nữa. Hài, đến lúc rồi, tôi phải bơi ra biển lớn, tôi phải trở về nhà. Tôi phải đi kiếm mấy em cá mập cái. Bấy lâu nãy tôi cô đơn quá, mạng nhỏ nó đóng đầy hết rồi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức phóng thật nhanh ra khỏi cái hồ chứa bãi rác này. Và sau cú phóng đó, tôi đã bay rất xa, rất cao. Và tôi lại rơi vào trong trung tâm thành phố. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, chuyện gì nữa đây? Tôi đã bị mắc kẹt trên cạn. Nhưng thật bất ngờ, tôi không bị ngộp thở. Tôi không cần oxy thở dưới nước. Chắc có lẽ cái hàm lượng phóng xạ trong cơ thể của tôi hấp thụ từ bãi rác rất cao đã biến đổi gen của tôi. Tôi nhanh chóng thích ứng hoàn toàn trên cạn. Lúc này lũ con người thấy tôi là một con cá mập khổng lồ kỳ quái, thúi quắc và kinh dị. Bọn chúng nhanh chóng sử dụng súng để có thể tiêu diệt và giết chết tôi. Tôi cũng nhanh chóng quằn quại, quẩy đuôi và tạo ra những cú chấn động khiến bọn chúng phải tránh xa. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cố gắng xác định hướng của biển và nhanh chóng quay trở về nhà. Tôi cứ chạy mãi, đâm đầu theo hướng của bờ biển. Và một chuyện kinh khủng đã xảy ra với tôi. Cơ thể của tôi lại tiếp tục thích ứng trên cạn này. Người của tôi bắt đầu mọc ra hai cái chân rất đặc biệt. Tôi nhanh chóng dễ dàng di chuyển trên cái mặt đường nhựa. Wow! Vậy là chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi như thế này? Không lẽ do thứ chất phóng xạ cực nặng mà trong cơ thể của tôi đã bị nhiễm hay sao? Đúng rồi, chắc chắn là nó đã thay đổi toàn bộ gen của tôi mà. A few moments later. Và nhờ đôi chân đặc biệt này, tôi cũng nhanh chóng chạy, nhảy và phóng thật nhanh ra tới biển. Tôi lặn xuống và tưởng chừng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc, lũ con người sẽ không truy sát tôi nữa. Nhưng bọn chúng không hề để tôi yên. Những quả bom nguyên tử có chứa những cái chất phóng xạ gây nổ vô cùng chết chóc cũng đã thải khắp biển của tôi đang sinh sống. Dường như lũ con người xem tôi là quái vật, bọn chúng phải giết chết tôi bằng được. Nhưng mà bọn chúng không hề biết rằng cái chuyện kinh khủng bọn chúng đang làm đó chính là giúp cho tôi lại hấp thu thêm năng lượng phóng xạ từ những quả bom nguyên tử đó, giúp cơ thể của tôi lại thay đổi. Tôi trở nên bự hơn và rồi tiến hóa cấp bậc hơn. Tôi lại có một cái hình dạng mới.
Hai chân của tôi dài ra, giúp người của tôi đứng thẳng lên. Và rồi hai vai trên của tôi đã mọc thành hai cánh tay. Đuôi của tôi cũng thật là dài. Đầu của tôi trở nên nhọn hơn. Lúc này não của tôi không còn là não óc heo nữa, mà đã trở thành một cái não vô cùng thông minh. Tôi biết loài người không tha thứ cho tôi, do vậy tôi phải tấn công bọn chúng để bọn chúng phải khiếp sợ tôi. Tôi nhanh chóng nhảy lên bờ. Và thật tuyệt vời, trong người của tôi đã phóng ra một lượng phóng xạ rất lớn của màu đỏ của lửa. Đáng lẽ tôi không muốn tàn sát thế giới của loài người đâu, nhưng mà bọn chúng không muốn cho tôi tồn tại. Bọn chúng muốn chi cùng giết tận tôi. Thì hôm nay tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Tôi cũng đã kích hoạt một vụ bơm nổ trong cơ thể của mình, khiến cho loài người chết đi không ít. Bọn chúng lúc này cũng sử dụng những thiết bị máy móc vô cùng cao cấp để quyết tiêu diệt tôi. Nhưng mà chỉ là mũi đốt inox, tôi chỉ cần hỉ một bãi nước mũi thôi, bọn chúng cũng chết trong lửa của địa ngục rồi. Tôi cũng nhanh chóng tàn phá và giết được rất là nhiều tên con người. Bọn chúng la hét khóc lóc khắp mọi nơi. Thôi được rồi, quậy phá thế giới con người vậy là đủ, chắc lũ con người sẽ sợ tôi. Được rồi, tôi cũng nhanh chóng quay trở lại đại dương, nơi mà tôi cho là nhà, và sống một cuộc sống hiền lành, cưới thật nhiều em cá mập cái để có thể duy trì cả nòi giống. Vâng, đó là toàn bộ quá khứ đau khổ đầy nước mắt của tôi, cá mập phóng xạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.